Vâng, hy vọng là Đan Trường và Cẩm Ly lúc nào cũng sẽ được mọi người yêu mến. Và hai chúng tôi hứa là sẽ mãi mãi luôn luôn xuất hiện với những bài hát hay nhất, những ca khúc quen thuộc nhất và những khúc mới nhất. Vì vậy xin cho Đan Trường và Cẩm Ly dành tặng cho quý vị khán giả và các bạn một ca khúc cũng rất là hay. Và nó là thời gian có hạn mà Đan Trường lại giới thiệu nhanh quá. Đó là bài hát được mang tên Nếu Phơi Pha Ngày Mai, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Em sẽ về cùng bên anh.
Ai nữa Quý ơi?